Dạ vâng, lời đầu tiên cho em xin phép được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể các bác đam mê đi rừng trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là show bên em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác những cái bộ quần áo ngụy trang nhà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì các bác mà muốn mua hoặc đặt hàng ấy, hãy liên hệ qua hai cái số điện thoại em để trên màn hình đây, 0983781388 và 0962417729. Thì hai cái số điện thoại này đều có Zalo các bác nhé. Đấy, các bác nào mà muốn hình ảnh cụ thể, các bác kết bạn Zalo, anh em sẽ gửi hình cụ thể cho các bác. Và không để làm mất thời gian của các bác thì em sẽ giới thiệu qua về cái bộ ngụy trang em đang cung cấp ở ngoài thị trường đây. Đây là cái bộ ngụy trang các bác nhé. Đấy, bộ ngụy trang này thì các bác có thể là từ 45 đến 780 cân vẫn mặc vừa. Đây là một bộ ngụy trang. Thì cái phụ kiện mà đi tặng kèm ấy là các bác nhận được một cái khẩu trang như này. Đấy, khi các bác mua một bộ thì các bác nhận được một cái khẩu trang như này và cộng với tặng kèm một cái mũ tai bèo như này các bác nhé. Cái mũ này cũng rất là hữu ích khi các bác đi rừng nắng lôi, các bác đội vào rất là ok. Mũ này rất là dày dặn các bác này. Đấy, vải của nó thì rất là dày. Thế là về khi các bác mua cái bộ ngụy trang này thì được tặng một cái mũ tai bèo này cộng với một cái khẩu trang này. Đấy. À, bây giờ là em sẽ bỏ một bộ ra giới thiệu cho các bác chi tiết. Cái vải cái bộ này thì rất là dày dặn các bác nhé, mà giá của nó thì rất là rẻ thôi, vài trăm nghìn một bộ thôi. Bộ này đi rừng mặc rất là ok, rất là thích, kể cả như các bác mà không đi rừng ấy, các bác có thể là mặc đi chơi cũng được, tại vì là cái bộ này nhìn nó cũng rất là sáng. Đấy. Được in ở bên ngoài là hình lá cây cỏ khô, rất là đẹp mắt, mà bộ này mặc rất là tôn da các bạn. Nếu mà khi các bác mà mặc đi chơi ấy, rất là tôn da đẹp. Đây là một cái áo này các bác này. Cái bộ này thì có cả quần cả áo các bác nhé, và tặng cho các bác một cái mũ và một cái khẩu trang thì em vừa giới thiệu rồi. Đây là một cái áo này các bác này. Áo này thì được may rất là chi tiết, từ đường kim mũi chỉ rất là ok các bác. Đấy. Kể cả như là về cái phần khóa này, làm cho các bác một cái khóa to, rất là đảm bảo cho các bác là khi sử dụng không bao giờ bị hỏng được cái khóa này. Thì bây giờ là em sẽ kéo thử này. Đấy các bác ơi, đây em sẽ đặt chân vào đây. Đấy các bác thấy không, cái độ trơn tru của nó rất là ok về khóa này. Đấy, khi các bác mặc thì các bác bỏ khóa này ra, khóa này rất là ok các bạn. Còn về cái phần túi, túi thì ở trước ngực này có hai túi các bác nhé. Hai túi rất là chắc chắn, và cái phần ở bên trên này nữa có lớp dính này để đảm bảo cho các bác mà khi mà mình đút những cái phụ kiện mà mang đi rừng ấy thì nó không bị rơi được. Đấy, và hai cái phần túi ngực đây, bên này một túi nữa các bác nhé. Còn về cái phần túi ở sườn đây. Đấy, túi ở sườn đây thì có một cái lớp khóa này. Đấy, túi sườn đây rất là sâu và chắc chắn. Cái bộ đồ này thì các bác đút được rất là nhiều đồ khác đi rừng nữa. Đấy, cái túi này thì cũng làm một lớp khóa rất là trơn tru này. Đấy, cả hai bên đều có hai lớp khóa để đảm bảo cho các bác là khi đút đồ vào đây nó không bị rơi. Cả hai bên các bác nhé, đây các bác quan sát này, cả hai bên đều có túi, là tổng là cái áo này có 4 túi nhé, rất là chắc chắn rồi. Và cái phần ống tay đây, ống tay đây thì cũng có một cái lớp dính này. Đấy, khi các bác mặc xong thì các bác dính vào rất là gọn gàng. Đấy là về cái phần áo. Áo này thì bẻ được cả cổ các bác nhé, nhìn rất là lịch sự, kể cả như các bác đi rừng hoặc là các bác đi chơi nhìn vẫn rất là lịch sự. Bộ này thì rất là dày dặn, em rất thích mặc cái bộ này. Bộ này thì bình thường em đi chơi em vẫn mặc bình thường. Đấy, ở cái phần áo này em nói thêm một cái nữa là cũng tặng cho các bác một cái mũ như này nữa. Đấy, mũ như này thì có cái phần khóa này thì các bác có thể là mặc chung với áo, hoặc là các bác nếu mà không thích thì các bác bỏ cái mũ này ra để các bác đội cái mũ tặng kèm này nha em. Đấy là về tặng cho các bác hai cái mũ này. Đấy là về phần áo. Bây giờ là em sẽ giới thiệu đến phần quần. Bộ này thì cả bộ quần áo luôn. Bộ này rất là dày dặn các bạn. Nói chung là em thích mặc cái bộ này lắm. Đi rừng lần nào chỉ mặc cái bộ này thôi. Còn về cái phần quần ở hông đây, ở bụng đây thì có một cái lớp chun này để đảm bảo cho các bác. Chẳng hạn như là người nhỏ vẫn mặc được, người to vẫn mặc được. Và có cả những cái đai này để các bác đút thắt lưng ra vào. Đây, giãn lớp chun giãn. Còn về cái phần túi quần thì cái quần này cũng rất là nhiều túi này các bác, là 6 túi thôi. Đấy, hai rìa bên hai bên này hai túi này. Đấy, hai bên này hai túi này. Đây, hai bên hai túi cộng với đầu gối hai túi nữa. Đấy, cũng có lớp băng dính dán rất là chắc chắn. Cái bộ đồ này thì đút được rất là nhiều những cái phụ kiện khác.
để các bác đi rừng. Hai túi ở đầu gối này, hai túi ở cạnh sườn này và ở đường sau hông này. Đường sau này, mông này cũng có hai túi nữa, rất là sâu, các bác cũng đun được rất nhiều đồ. Và cái phần ống quần, ống quần thì các bác có thể là mặc suông như này, hoặc là các bác không thích mặc suông thì các bác có thể là không thích lè xòe thì các bác có thể là đóng, ở đây có một cái cúc thì các bác đóng vào. Đấy. Rất là gọn gàng, thì mình là thành bó luôn, bó ống luôn. Đấy. Rất là đẹp, tùy các bác thích mặc kiểu gì, cho mình thích mặc kiểu gì đó, thoáng mát thì các bác ấy, các bác mặc. Đấy, một cái bộ, đây là một cái bộ quần áo ngụy trang thì em đang cung cấp ở ngoài thị trường này, giá thì cũng rất là ok thôi. Thì em xin nhắc thêm một cái nữa là nhà em cung cấp cả những cái bộ quần áo tattoo, ngụy trang tattoo, rồi tất cả những cái bộ quần áo ngụy trang đi rừng. Thì các bác nào mà quan tâm thì kết bạn Zalo hoặc là đăng ký kênh thì theo dõi em ở những cái video trước ấy, em đã giới thiệu rất là nhiều về những cái bộ quần áo này rồi. Video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.